Ok, nói ví dụ như Monkey D. Luffy là mặt trời sôi nổi, luôn ham thích tiệc tùng, thì Zoro no Zoro giống như một mặt trăng điềm đạm, thích ngồi một nơi quan sát mọi thứ. Zoro là cánh tay phải đắc lực giúp Luffy dễ dàng hơn cho việc thực hiện ước mơ của mình là trở thành vua hải tặc. Ngoài ra thì lượng fan của anh cũng đông không kém gì Luffy nữa cơ. Vì vậy, để chiều lòng các anh em fan One Piece nói chung và Thánh Lạc Đường Zoro nói riêng, hôm nay tôi sẽ tổng hợp tất tần tật những sự thật về hoa tiêu số 1 bằng mũ rơm Zoro no Zoro nhé. Ok, bắt đầu thôi nào, let's go. Tiếp tục là chương trình quảng cáo. Nếu bạn muốn trở thành một fan anime VIP Pro Max, hãy đến với shop áo Weibo Empire. Đây là cái shop của mình, thì tại đây cung cấp một loạt các mẫu tool anime đẹp với những bộ nổi tiếng như One Piece, Naruto, Kimetsu no Yaiba, v.v. Với hình in hoàn hảo và chất liệu mềm mại có tông 4 chiều, giúp anh em tăng phần tự tin và yêu mến anime của mình mỗi khi mặc áo tool từ Weibo Empire. Link mua tôi để ngay ở dưới phần mô tả của video nhé. Đầu tiên, Luffy và Zoro là hai nhân vật được Thánh Oda chốt luôn ngoại hình ngay từ ban đầu mà không trải qua bất kỳ một cái sự chỉnh sửa gì quá nhiều. Thứ hai, bản thân Zoro được Thánh Oda sử dụng làm khuôn mẫu cho nhân vật chính trong manga Monster của mình. Zoro là hậu duệ chính tông của thần kiếm Ryoma, mà cảnh Zoro tung đòn kết liễu kinh đã tái hiện lại truyền thuyết cụ cố Ryoma giết rồng trong quá khứ. Thanh kiếm mà Zoro nâng niu nhất đó là thanh Wado Ichimonji và thanh Enma, cậu phải trao đổi xì xùi mới lấy được, đều cùng một cha đẻ là lão thợ rèn Shimotsuki Kozaburo. Thứ năm, anh đã dùng tổng cộng 12 thanh kiếm trong suốt quá trình phiêu lưu tính đến hiện tại. Thứ sáu, cha của Zoro tên là Zoro no Arashi, một người đàn ông có cái chết bi thảm khi chiến đấu chống lại hải tặc. Liệu đây có phải là lý do anh căm ghét hải tặc và xuất phát điểm của anh là làm thợ săn tiền thưởng không ta? Ông nội của anh có cái tên khá là giống anh, Roronoa Pin Zoro, chắc ông này tắc hồng các bạn ạ. Sự thật là Zoro không phải Batman, tức mồ côi á, đi từ làng này sang làng khác để thách đấu nhiều võ đường đâu, mà cậu sinh ra ở làng Shimotsuki, còn có quan hệ họ hàng với cả Kuina và Kushiro nữa mà. Thời gian ở với Perona là khoảng thời gian kinh khủng nhất đối với anh. Khi cô ấy đã biến anh thành người hầu, thậm chí còn bắt đầu rêu cosplay quả Toy Kumashi của cổ. Tiếp theo, Zoro đã từng được nhắc đến trong bộ manga cực kỳ nổi tiếng là Haikyuu. Theo đó, Hinata tiết lộ Zoro là những nhân vật mà cậu yêu thích nhất trong bộ truyện One Piece. Zoro trong một số bản dịch của một số quốc gia khác được đổi thành Zoro. Điều này cũng do sự tương đồng tên với nhân vật Zoro do Johnson Macaulay tạo ra vào năm 1919. Nhà xuất bản tiếng Anh đã quyết định đổi tên Zoro thành Zoro để né các vấn đề nhiều về bản quyền. Tất nhiên là Thánh Oda đã đồng ý. Ta có gì đấy? Zoro no Zoro. Trước khi gia nhập băng mũ rơm, đầu rêu có một quá khứ đắc đắc bra bra khi từng làm sát nhân. Một trong số nạn nhân của ông là Mr. Seven thuộc tập đoàn Baroque Works. Ngoài giết người ra, Zoro còn là một đạo sĩ thứ thiệt khi ăn cắp bản quyền chiêu thức hỏa kiếm phái của Kinemon, rồi ngang ngược trả lời với Luffy rằng tuổi lìn trách bà bố mày. Chưa dừng lại ở đó, Thánh Lạc Đường còn bị hội chứng nghiện rượu rất là nặng. Trong khóa huấn luyện với Mihawk, cậu đã bị sư phụ mình cấm tủ cho đến khi hoàn thành xong các bài tập. Trong băng hải tặc toàn là good boy good girl như băng mũ rơm, Zoro được xây dựng với hình mẫu của một cướp biển nhất, bao gồm lạnh lùng, tham vọng, cứng nhắc, thô lỗ, nghiện rượu, bla bla. Nghe khá là mắc cười, nhưng lý do thật sự khiến anh đột nhiên biến mất khỏi làng Shimotsuki rồi bất đắc dĩ trở thành thợ săn hải tặc đơn giản là chỉ vì cậu ta đi lạc. Trong một tập phim chưa được công chiếu về Zoro, anh chàng kiếm sĩ này đã gặp một kẻ bị truy nã tên là Dick. Cả hai có một vài pha trao đổi chiêu thức và tất nhiên Dick đã được thêm vào Deadlift dưới lưỡi kiếm của Zoro. Tên gì lạ thế nhở? Anh em có tin rằng suốt một phần tư thế kỷ Thánh Lạc Đường chưa bao giờ nói tên của Sanji hay không? Thực tế trong SBS số 73 có một fan khá là rảnh khi ngồi liệt kê hết tất cả mọi cái tên mà Zoro từng gọi Sanji. Ba cái nickname top đầu Zoro thường xuyên gọi sạn đó là thằng khốn, mày, thằng đầu khất. Tớ đố các bạn còn nhớ lần đầu hai thanh rổ sạn cãi nhau là khi nào đấy? Không nhớ thì để tôi nói cho nghe nhá. Đó là Along Park. Sạn và rổ đã có một pha cự qua cự lại chỉ vì Nami dám nói dối là đã giết Usopp. Từ đó cả hai nhận ra hai linh hồn không thể đồng điệu với nhau được nữa nên thôi, cứ chi chóe vậy có khi lại vui hơn. 20. Oda là một big fan của những cặp núi đồi khổng lồ. Bằng chứng là tất
cả những nhân vật nữ trẻ đẹp trong One Piece đều sở một cái vòng 1 rất là bốc lửa luôn. Nhưng anh em có biết, tính theo số vòng đo vòng 1 thì không một nhân vật nữ nào trong băng mũi rơm vượt qua được Zoro với số vòng đo là 110. Mau fuck. Zoro rất enjoy việc ăn đồ ăn lạnh như kem, đặc biệt là đá viên. Đầu rêu khá là khó khăn trong việc hòa nhập với đám đông, trái ngược khi cải trang, khi anh cosplay lại là một câu chuyện khác, hòa nhập đến mức hòa tan luôn mà. Hình ảnh Zoro về hưu cũng chẳng thay đổi gì mấy, chỉ là thêm vài nếp nhăn do tuổi già mà thôi. À mà Oda tiết lộ về già, Zoro sẽ dùng tận 4 thanh kiếm thay vì 3. Ủa, vậy thanh kiếm cuối kẹp vào đâu ta? Có lẽ nào? Khi xin chữ ký của Zoro, thánh cuồng Bartolomeo chỉ nhận lại được một dòng chữ kanji đơn giản, kiếm. Đây cũng là chữ được tạo ra bởi người lồng tiếng của Zoro. Machado, bản sao Shopee rep 1-1 của Zoro trong 2 năm time skip, có một khả năng mà cả đời kiếm sĩ bằng mũ rơm cũng không đạt được, đó là hắn ta chưa bao giờ đi lạc. Chủ yếu là do ông đó mập quá, đi được 3 bước là đã xìu rồi nên cũng đéo đi được xa. Mà thật ra thì không phải mập thì cũng không ai đi lạc thì như thánh dỗ cả. 26. Zoro mắc hội chứng mất ngủ, thường xuyên đi ngủ vào 4 giờ sáng đến 7 giờ sáng. Đó là lý do vì sao lúc nào Lia Cam đến băng mũ rơm tệ thấy Zoro luôn trong tình trạng đang kiểu ngủ say. Tư thế ngủ của Zoro cũng rất hay được các thành viên băng mũ rơm đem ra bàn luận và trêu chọc. Thuyền phó băng mũ rơm có một trí nhớ chọn lọc, tức là anh có khả năng quên sạch những gì mà anh không muốn nhớ. Hay thật, tôi cũng muốn thế. Điều này nói ra trông có vẻ racist, phân biệt chủng tộc, nhưng các đối thủ lớn của Zoro từ trước đến giờ, một là da đen, hai là thuộc dạng dân tộc thiểu số trên thế giới, quốc gia mà Zoro đại diện là Nhật Bản nữa. Tỷ lệ KDI của Zoro là đẹp nhất trong bộ ba quái vật Luffy, Zoro và Sanji, với chỉ một lần thua khi nghịch ngu với Raikou Mihawk. Zoro còn là người đầu tiên trong băng mũ rơm SWAT sử dụng Haki. Cậu đã vô tình bật Haki vũ trang và có quan sát để đánh bại Mr. One tại Arc Alabasta. Zoro đứng thứ 2 trong cuộc bầu chọn 100 nhân vật One Piece được yêu thích trên toàn thế giới, sau thuyền trưởng của cậu chỉ 192.887 phiếu, thưa các bạn. Zoro vinh dự có hai bài hát riêng là Eyes of Zoro và Spirit of Zoro. Nếu muốn nghe thì các bạn có thể lên YouTube search là ra nhé. Đầu rêu chưa bao giờ ăn sushi, tuy nhiên những chú thức của cậu thì toàn nhắc đến nó, ví dụ như là nigiri, nigiri sushi, sushi cuộn bằng tay, toro tức là cá ngừ, otoro cá ngừ béo, hirameki kiểu nói của từ hirame trong cá bơn, và saimon tức là cá hồi. Một fan hâm mộ nhỏ đã hỏi Oda rằng Zoro có mùi như thế nào ạ? Oda trả lời xanh rần, có mùi của thép nhá. Ủa, bộ là Man of Steel à? Với vẻ ngoài khu ngầu, anh luôn bị nhầm lẫn là thuyền trưởng của băng mũ rơm. Nhiều lúc vỡ lẽ ra khiến người khác nghĩ rằng Lù là một con quái vật tàn bạo cỡ nào mới khiến người như Zoro quy phục vậy. Ngay cả Oda cũng từng nghĩ anh là thuyền trưởng của băng đấy chứ. Thành vẽ thêm cả vết sẹo ngay trước ngực của Luffy cho Zoro thế này cơ mà. Zoro có hẳn một movie số 5 riêng về cậu và người bạn thơ ấu. Theo đó, tên này đã bị một thanh kiếm nguyền rủa rồi lên cơn ngáo bla bla. Nói chung phim này nó khá là dở, tôi khuyên các bạn có rảnh thì cũng không nên xem đâu. 39. Oda đã hóa 3 thanh kiếm của Zoro là Shisui, Sandai Kitetsu và Wado Ichimonji thành 3 người đàn ông giống hệt với chủ nhân tạo ra chúng. Kỳ quặc hơn, 3 chiếc bông tai của Zoro đều có tên và tính cách riêng biệt, được gọi chung là chị em nhà Priest, và chiếc khăn quấn bụng của cậu ấy có tên là Harama Kigo. Đã từng có cuộc ẩu đả với Batman. Tôi nói Batman người dơi hàng real nhá, chứ không phải cái ông cosplay con dơi rồi bay vòng vòng quanh thành phố Gotham đâu. 42. Nếu không làm cướp biển hay thợ săn hải tặc, Zoro sẽ là một sĩ quan cảnh sát. 43. Số lượng người chơi hệ kiếm trong One Piece rất là nhiều, nhưng sau thần kiếm Ryoma thì Zoro là người duy nhất đạt danh hiệu sát long khi từng giết một con rồng. Suýt nữa thì tôi quên, sinh nhật của Zoro là ngày 11 tháng 11. Này, sao nghe nó giống cái app 11 tháng 11 của các bạn hay tải về trên máy điện thoại thế nhở? 45. Dòng nhạc yêu thích của Zoro đó là Hanrock.
46. Màu sắc yêu thích của đầu rêu là xanh lá cây. Người ta thường thấy anh quấn quanh một chiếc khăn màu xanh lá cây quanh đầu, mặc outfit màu xanh lá cây, đầu tóc xanh lá cây, vân vân và mây mây. 47. Con vật yêu thích của Zoro đó là cá mập. Anh coi đó là biểu tượng của sức mạnh và quyền lực. 48. Oda xác nhận phong cách tam kiếm của Zoro làm răng cậu bị tổn thương sau mỗi lần chiến đấu. Theo Oda, điều đó xứng đáng để đánh đổi vì thanh kiếm ấy là kỷ vật vô giá của Kurina, đau đến đâu đi chăng nữa thì vẫn phải cắn thôi, cắn thật chặt cho tới ngày trở thành kiếm sĩ vĩ đại nhất thế giới. 49. Zoro là người giữ thái độ trung lập và cái đầu lạnh trong mọi tình huống, điển hình như với Vivi, Thánh Lạc không bao giờ tỏ ra quá gần gũi hay đại loại nhìn cô ấy như những thành viên khác. Cậu cũng là người duy nhất không cố nhìn Vivi khỏa thân trong phòng tắm ở Alabasta. À, ngay cả vua Cobra cũng cố nhìn cho được trong khi ông là bố của cổ mà. À, đạo đức, liêm sỉ ở đâu? Chết rồi! Ama, một người đàn ông chỉ chết khi người ấy bị lãng quên thôi nhỉ. Và Zoro sẽ không bao giờ bị lãng quên bởi vì cậu ấy có hẳn một bức tượng vàng cực choáy tại quê hương Thánh Oda ở Kumamoto kia mà. Ok, và như vậy là chúng ta đã tổng hợp 50 sự thật thú vị về vị kiếm sĩ được rất nhiều fan yêu thích trong One Piece, đó là Zoro. Các bạn thấy sao? Có còn thiếu cái sự thật nào hoặc là có sai sót gì hay không? Các bạn hãy comment phía dưới để cho bọn tớ fix lại trong video sau nhé. Và như mọi khi, bọn tớ rất vui khi được ngồi đếm những cái like, share và đăng ký kênh của các bạn. Nhớ là nhấn cả vào nút chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình tung ra trong tương lai. Mua áo Weibo Empire sẽ khiến bạn đẹp trai hơn. Just me, link ở dưới phần mô tả ở bình luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Peace!